Chúng ta sẽ chuyển sang cái Apple Class và chúng ta sẽ xóa sạch cái những cái này đi nhé. Chúng ta sẽ làm như gì với bên đây, chúng ta nhìn thấy không? Không còn cái gì cả. Và chúng ta sẽ khai báo một cái Tuna Object đây và New Tuna. Tức là ở trong này không có một cái parameter nào nhé, không có một cái thông số nào vào. Và khi mà chúng ta không có thông số này thì cái gì sẽ xảy ra, nó sẽ chạy sang bên Tuna này và nó sẽ check cứu vào. Đây chính là cái trường hợp nó sẽ dùng cái constructor này nhé. Tuna không có tham số thì nó sẽ gọi đến this 000, và this 000 thì nó sẽ chọn đến cái phần này. Nó sẽ có ba 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 cái tham số this 000, nghĩa là nó chuyển đến cái đây, nó sẽ chạy cái tuna hour minute và second, đúng không? Và nó thay cái này bằng không, cái này bằng không, bằng không, tại vì nó this 000 mà, có nghĩa là cái này bằng không, cái này bằng không, cái này bằng không, và lúc đấy nó sẽ set time 000, set time 000 thì nó sẽ gọi đến set time 000 thì nó sẽ làm gì, thì nó sẽ set hour bằng không và set minute bằng không và set second bằng không. Ok, đã hiểu chưa? Và trong này trong cái class Apple này, chúng ta sẽ tạo vài cái bốn cái object và nó có những cái lấy những cái tham số khác nhau, số lượng tham số khác nhau nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm thêm một vài vài cái tuna object nữa, và chúng ta copy thôi, 1 2 3 4 cái nhé. Và chúng ta đặt tên cái này là số 2, số 3 và số 4. Đây, và chúng ta sẽ cho lấy hour bằng 5 giờ, 5 giờ chẳng hạn nhé. Đây, và 5 giờ 13 phút và 5 giờ 13 phút và 43 giây. Được chưa? Và bây giờ chúng ta chỉ còn một cái động tác cuối cùng là chúng ta làm thế này nhé. System chấm out printer, và chúng ta ở trong này, ok, format đây thì chúng ta có gì, printer format này là bởi vì chúng ta sẽ in ra cái string mà, thì chúng ta sẽ format là phần trăm s và là new line, đúng không? Và chỗ này là chúng ta sẽ in ra cái to military thôi. To military. Ok. Chúng ta còn có phải phải nói lên là tuna object chứ. Tuna object chấm, đúng không? Bởi vì cái này là sao? Vì cái này nó sẽ trả về string, thành ra ở đây chúng ta phải phần trăm string ở đây, đúng chưa? Cái gì đây? Thiếu, thiếu, đúng không? Chúng ta còn thiếu một cái nữa. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta đã hình dung ra rồi phải không? Và chúng ta sẽ tiếp tục nhé, làm copy thôi, Ctrl C. Và ở đây chúng ta sẽ sửa lại. Đây, chúng ta nhìn xung quanh là hình như là không có cái gì cả, không có lỗi lầm gì, đúng không? Và chúng ta chỉ việc thử in ra, hy vọng là nó sẽ chạy nhé. Chạy rồi, rất may là nó chạy nhé. Và chúng ta sẽ nhìn đây, đây. Khi không có tham số nào, chúng ta gọi tuna không có tham số đây. Và có giờ đây, có phút. Và giờ phút giây là cái này, được chưa? Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích cái chương trình này nhé. Và tôi sẽ chọn một trường hợp thôi, thí dụ. Cái trường hợp hai tham số này. Chúng ta tạo ra một new tuna với hai tham số này thì nó sẽ gọi đến cái gì, và nó sẽ gọi đến tuna, new tuna thì nó sẽ gọi đến constructor, đúng không? Đây,
hai tham số thì nó sẽ tìm đây là nó sẽ chọn một cái constructor tuna này là không có tham số nào thì nó sẽ không dùng này. Đây mới có một tham số thì nó cũng không dùng. Và cái này là hai tham số thì nó nói ok, ta sẽ dùng cái này và nó sẽ gọi đến this. Có nghĩa là gọi đến this. Và nó đưa vào cái này bằng 5 và cái này bằng bao nhiêu đấy? Cái này bằng 13 đúng không? Và cái này bằng 0 đúng không nào? 5, 13 và 0. Và như thế nó sẽ gọi đến this, có nghĩa là nó gọi đến chính cái tuna này, cái constructor và có ba tham số này nhá, thì chính là cái đây, cái này. Rồi cái này thì nó sẽ làm cái nó gọi đến set time và nó set đây là 5 13 và 0 đúng không? Set time thì nó đây là set time đây thì nó set hour thì bằng 5, set minute bằng 13 và set second bằng 0. Tất nhiên là trước khi set thì nó còn phải kiểm tra đây này. Set hour thì nó kiểm tra xem và nó set như thế. Thấy chưa? Ok. Và bây giờ tôi nói tiếp về cái này nhé. Chúng ta đang có ở cái object 3 này. Và chúng ta sẽ làm khi mà in cái object số 3 này thì nó sẽ gọi đến cái method gọi là toMilitary thì ở bên này. toMilitary thì nó sẽ get hour, get minute và get second, nó sẽ ra 5, 13 và 0. Và nó in ra thôi, đúng không? Và như vậy bài này chúng ta đã chủ yếu học về cái vấn đề là chúng ta sẽ xây dựng cái gọi là những cái constructor mà multiply constructor, có nghĩa là đây chúng ta nhìn thấy bốn cái constructor liền và để cho nó ứng dụng vào những cái trường hợp mà người sử dụng người ta khởi tạo các cái biến, khởi tạo các cái object với những cái tham số khác nhau, số lượng các cái tham số khác nhau. Một cái cách rất là complex, nghĩa là rất là phức tạp, lằng nhằng đúng không? Nhưng mà để mà người sử dụng người ta tiện lợi thì cái người lập trình nó phải lằng nhằng như thế, phức tạp như thế. Tất nhiên là chúng ta qua bài này chúng ta cũng còn thấy nhiều vấn đề vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà chúng ta sẽ rõ hơn, chúng ta sẽ hiểu hơn khi mà làm tiếp thêm các cái ví dụ nữa, lập trình nữa với tức là lập trình hướng đối tượng nữa, chúng ta sẽ thông hiểu hơn. Và thank you very much for watching and see you next time.